Đến giờ phút này, 3 trận tứ kết đầu tiên đã hoàn thành với kết quả như sau. Vĩnh Thạnh, Ngân Hàng và thị trấn Lấp Vò giành 3 vé vào bán kết. Và trận đấu tứ kết cuối cùng là trận đấu diễn ra giữa Viện Kiểm sát và Long Hưng B. Tỷ số hiện tại của ván thứ nhất, Viện Kiểm sát đang dẫn với tỷ số 8-7. Long Hưng B trong trang phục áo xanh đen, quần xanh đen. Viện Kiểm sát trong trang phục áo vàng, quần đen, giày vàng. Ở phía trái màn ảnh nhỏ của các bạn, điểm cho Viện Kiểm sát 9-8. Viện Kiểm sát lỗi kỹ thuật, điểm cho Long Hưng B 9-9. Quả bóng không sang lưới, đổi vào bóng, điểm cho Viện Kiểm sát 10-9. Bóng ngoài, điểm cho Viện Kiểm sát 11-9. Đội Long Hưng B hội ý. Đỡ bóng không sang lưới, điểm cho Long Hưng B 10-11. Điểm cho Viện Kiểm sát 12-10. Tiếp tục một cú bỏ nhỏ nữa của Phạm Thị Phường, 13-10. Thị Dương, điểm cho Viện Kiểm sát 14-10. Bóng tốt, đổi ra bóng cho Long Hưng B 11-14. Yeah.
1 điểm cho viện kiểm sát, 15, 11, 15. Lỗi chạm lưới của số 5, lỗi vào bóng điểm 12, 15. Của số 5 điểm 16, 12 cho viện kiểm sát. Đập bóng không qua lưới. Điểm cho Long Hưng B 13-16. Lỗi kỹ thuật của số 9 Thị Dương, điểm cho Long Hưng B 14-16. Điểm cho viện kiểm sát 17-14. Bắt bóng lỗi, đổi vào bóng cho Long Hưng B 15-17. Điểm cho Long Hưng B 16-17. Đội viện kiểm sát xin hỏi ý. Trận đấu lại được tiếp tục. Long Hưng B giao bóng. Ngoài điểm số 17-17. Đập bóng tốt. Điểm cho viện kiểm sát 18-17.
bóng ngoài. Điểm cho Long Hưng B 18 đều. Bóng tốt, điểm cho Long Hưng B 19-18. Đặt bóng không sang lưới, điểm cho Long Hưng B 20-18. Tiếp tục đây là ván thứ hai, Long Hưng B đang dẫn với tỷ số 3-0. Điểm cho Long Hưng B 4-0. Bỏ bóng không sang lưới, đổi giao bóng. Viện kiểm sát 1-4. Bóng ngoài, điểm cho viện kiểm sát 2-4. Tiếp Mai đập bóng tốt, điểm cho Long Hưng B 5-2. Đổi cho bóng, điểm cho viện kiểm sát 3-5. Đỡ bóng hỏng, điểm cho Long Hưng B 6-3. Bóng ngoài. Tiếp tục, điểm cho Long Hưng B 7-3. Thank you.
đỡ bóng không sang lưới, đỡ vào bóng, điểm cho viện kiểm sát 4-8. Điểm cho viện kiểm sát 5-8. Số 9 Thầy Dương của viện kiểm sát đập bóng tốt. Điểm cho viện kiểm sát 6-8. Điểm cho Long Hương B 9-6. Không sang lưới. Điểm cho Long Hương B 10-6. Viện kiểm sát hỏi ý. Trận đấu tiếp tục. Long Hương B giao bóng. Tỷ số hiện nay 10-6 nghiêng về Long Hương B.
Hợp bóng tốt, điểm cho viện kiểm sát 7-10. Long Hưng B 11-7. Bóng ngoài. Đỡ ra bóng, điểm cho viện kiểm sát 8-11. Bóng tốt, điểm cho Long Hưng B 12-8. Bóng ngoài, điểm cho viện kiểm sát 9-12. Không sang lưới, điểm cho Long Hưng B 13-9. Điểm cho viện kiểm sát 10-13. Bóng tốt, điểm cho viện kiểm sát 11-13. Long Hưng B hội ý. Trong lúc này ở sân số 1, trận bán kết thứ nhất diễn ra giữa hai đội Vĩnh Thạnh và Ngân hàng Nông nghiệp đã bắt đầu. Đây cũng là trận đấu tái hiện lại vòng bảng ở bảng B. Bảng được coi là bảng tử thần. Ở vòng bảng thì Vĩnh Thạnh đã thắng Ngân hàng với tỷ số 2-1. Liệu tỷ số của vòng bảng có lặp lại hay không? Quang Lực sẽ đưa tin trận đấu này sau trận đấu tứ kết giữa Long Hưng B và viện kiểm sát. Trận đấu của Long Hưng B và viện kiểm sát tiếp tục. Tỷ số hiện nay là 14-11, nghiêng về Long Hưng B. Điểm cho Long Hưng B 15-11.
Cao Long Hưng B 16-11. Đội viện kiểm sát hình như bị áp lực tâm lý. Đổi vào bóng, điểm cho viện kiểm sát 12-16. Điểm cho Long Hưng B 17-12. Đỡ bóng thông sang lưới, đổi vào bóng, điểm cho viện kiểm sát 13-17. Tốt. Điểm cho Long Hưng B 18-13. Sang lưới, điểm cho Long Hưng B 19-13. Điểm cho Long Hưng B 20-13. Như vậy kết thúc ván đấu thứ hai, Long Hưng B đã thắng viện kiểm sát với tỷ số 2-0. Như vậy trận bán kết 2 cũng là trận tái đấu của hai đội ở vòng bảng thị trấn Lấp Vò và Long Hưng B. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục để xem trận đấu bán kết 1 giữa hai đội Vĩnh Hạnh và Ngân hàng Nông nghiệp.